Nơi đây đất mẹ quê cha, chùa thiêng Phật ngự có ta có mình, quê hương sâu nặng nghĩa tình, tiếng chuông vang vọng nhật trình sớm hôm. Vang tiếng nghi chuông, nghi chùa quê ta đó, nơi đây đất mẹ quê cha, quê hương sâu nặng biết bao nghĩa tình. Nay về thăm quê thăm lại mái chùa, chùa nơi quê mình, tiếng chuông vang vọng từ ngàn xưa, tiếng kẻ tiếng kinh dục lòng quý khách thành tâm. Quán cảnh chùa khắp hương nguyện cầu, A Di Đà Phật chắp tay khấn cầu, cầu bình an. Ngôi chùa quê ta có từ bao đời vật đổi sao rời, ánh nắng đội mưa, chùa không còn nguyên vẹn ước lòng của quê hương, nhất tâm mê thành nguyện xây dựng ngôi chùa tòa sen Phật ngự uy linh, hòa nỗi niềm của nhân dân. Ngôi chùa hình bóng quê hương, nhớ lời Đức Phật bốn phương tụ về, làm chùa tô tượng đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm, nhất nghi lòng nhất tâm nghi, chúng nghi sức ta cùng xây dựng ngôi chùa. Biết bao vất vả nắng mưa, trẻ già gái trai không hề quan ngại, tấm lòng của bà con quê mình mang hết nhiệt tình, mong sao thỏa nguyện ước mơ quang cảnh trò được cao trang. Chuông nghi chùa ngân vang như dục lòng người, Đức Phật Di Đà sáng danh, Bồ Tát hào quang cứu người trầm luân, thương người cơ khổ dắt dìu chúng sinh trên cõi trần sáng đẹp muôn phần. A Di Đà Phật chắp tay con khấn cầu, cầu bình an. Quê mẹ thân thương những lòng vang truyền thống quê làng, nghĩa tình gắn bó bên nhau, bà con
quê ta, yêu thương đoàn kết tình sẻ chia, sống chan hòa như con một nhà. Biết bao phấn khởi nói ca quê hương mình nở ngàn. Màu ni Phật A Di Đà.
Chào mùa du lan, con chắp tay thành khấn Phật đài. Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no. Buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mây nhập nhằn năm tháng quanh hiu. Đường đời còn lắm cô liêu, nay đoàn viên trong dòng ta yêu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà phép bình yên cho muôn nơi, dưới ấm hồn thơ bao em vui. Mẹ già đón tin con nơi xa, lòng vui phơi phới. Đàn chim về con liễu lo cùng với mây trời, núi đẹp tươi ôi bao la, tỏa mắt đời ta vui câu ca. Thành tâm kính dâng Đức Phật A Di Đà. Vào mùa du lan, con chắp tay thành khấn Phật đài. Cứu khổ cứu nạn cho nhân gian bình yên ấm no. Buồn phiền âu lo sẽ trôi nhanh theo gió mây nhập nhằn năm tháng quanh hiu. Đường đời còn lắm cô liêu, nay đoàn viên trong dòng ta yêu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà phép bình yên cho muôn nơi, sưởi ấm hồn thơ bao em vui. Mẹ già đón tin con nơi xa, lòng vui phơi phới. Đàn chim về con liễu lo cùng với mây sông núi đẹp tươi ôi bao la, tỏa mắt đời ta
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Từ lâu lắm con mong thầy cùng tăng ni mau về đây, đường thiêng lý hôm nay thầy và Phật tử đến nơi này, niềm hạnh phúc vui sum vầy. Thầy dìu dắt con tu hành và con ban cho thời kinh, thầy như nắng tan gia lành, thầy như trái cây thơm lành, nguyện tình kính thưa các cụ, thưa quý vị đại biểu, tôi được ban tổ chức giới thiệu, tôi xin đọc bài thơ Vãn Cảnh Chùa để kính tặng chùa vị lễ của chúng ta. Tôi xin đọc: ngày rằm nắng trải triền đê, lễ chùa vãn cảnh hồn quê tràn đầy. A Di Đà Phật lòng say, Nam Mô tâm niệm tháng ngày quản chi, cửa thiền hỷ xả từ bi, cứu nhân độ thế người về hư vô. Chùa Huế hưng nghiêm từ nay, ngàn đời vẫn chẳng đổi thay tình người. Vào chùa dạo bước vui chơi, hình cha bóng mẹ muôn đời mai sau. Bên thềm xanh những hàng cau, thâm nghiêm tĩnh tại mãi màu ngói son. Lòng dân mong ước mỏi mòn, chùa kiêng lễ Phật cháu con tôn thờ. Địa danh lịch sử thuở xưa, tổ tiên đã dựng nay ta giữ gìn. Đất này ân nặng nghĩa tình, khang trang cảnh Phật quê mình chung xây. Xuân về cờ đỏ tung bay, người người hưởng phúc đẹp thay. Cửa thiền tiếp theo tôi xin đọc bài Mẫu Nghi Thiên Hạ để kính dâng lên mẫu. Lồng lộng phủ cao ánh nắng hồng, tiên Nga thánh mẫu chín tầng ống, chiếu xoay nhân ái tình nhân thế, để mãi muôn đời ngưỡng vọng trông. Đẹp thay phủ mẫu ơi quê ta, mảnh đất lần đầu mẹ sinh ra, tay mẹ sớm khơi dòng nước mát, để đồng điền chiếu hạt sai hoa. Cầu đá ba gian đẹp tuyệt vời, ánh trăng soi bóng nước đầy bơi. Con đê ngăn lũ bao đồng bãi, bóng cả nghiêng che tỏa ngát đời. Chọn tấm lòng thương cha thương mẹ, muốn trải thân ra cứu giống nòi. Đức nhân nghĩa cả lòng sâu nặng,
hóa hóa sinh sinh mấy kiếp người, bỏ cõi tiên giáng trần độ thế, dẹp bạo tàn kẻ trở chúng sinh, mẹ trở thành mẫu nghi thiên hạ, công đức người muôn thuở anh linh. Cuối cùng xin kính chúc các cô quý vị đại biểu mạnh khỏe, chúc đại lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Phật Tử, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể bà con, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý vị lời chào, lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc buổi lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa và phủ chùa Nhuế của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Sân cành sen thắm đưa hương, mừng vui chùa Nhuế khang trang rạng ngời. Nam mô Đức Phật Di Đà, niềm vui nay đã nở hoa diệu thường. Vâng, quả thật là như vậy, với mơ ước có được ngôi chùa mới khang trang là tâm nguyện ấp ủ bấy năm nay của nhà chùa cũng như của toàn thể bà con dân thôn. Và hôm nay mơ ước đó đã trở thành hiện thực, hòa trong niềm vui chung phấn khởi của ni sư trụ trì chùa cùng toàn thể bà con dân thôn. Hôm nay đội văn nghệ của thôn nhà sẽ mang đến những lời ca tiếng hát, những điệu múa để chào mừng lễ cắt băng khánh thành ngôi đại hùng bảo điện chùa và phủ chùa Nhuế của chúng ta. Mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, xin kính mời quý vị đại biểu và bà con cùng thưởng thức nhạc phẩm Dòng Máu Lạc Hồng qua sự thể hiện của tốp múa Chị Em Hai Xóm 32 và 33. Xin kính mời quý vị đại biểu và bà con cùng thưởng thức.
biểu, thưa toàn thể bà con, hàng năm cứ vào ngày rằm tháng tư âm lịch là tất cả mọi người con Phật tử trên toàn thế giới nói chung, tại Việt Nam nói riêng, đều long trọng tổ chức ngày lễ Đức Bồ Tát Đản Sinh, Đức Bồ Tát chứng đắc thành Đức Phật và Đức Phật tịch diệt Niết Bàn. Ba sự kiện trọng đại này tuy thời gian cách xa nhau nhưng cùng trùng hợp đúng vào đêm rằm tháng tư. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nhạc phẩm Trăng tròn tháng tư qua sự thể hiện của các bé đến từ trường mầm non. Xin kính mời quý đại biểu và bà con cùng thưởng thức.
liền với tuổi thơ tôi. Chùa tôi ba mến thương là nơi nuôi tôi lớn khôn, dạy tôi sống vui chan hòa tình thương. Dù cho bao năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ về mái chùa xưa. Vâng, và sau đây để tiếp theo chương trình văn nghệ, xin kính mời quý vị đại biểu và bà con cùng thưởng thức nhạc phẩm Chùa Tôi qua sự thể hiện của các bé đến từ trường mầm non. Xin kính mời quý vị đại biểu và bà con cùng thưởng thức.
Xin chân thành cảm ơn các con. Xin ni sư chủ trì chùa sẽ lên tặng quà cho các con ạ. Các con xếp hàng ở đây, các con xếp hàng ở đây. Cảm ơn các con đã vừa gửi tới hai nhạc phẩm rất hay và thật nhiều ý nghĩa. Xin chúc các con là luôn chăm ngoan học giỏi, phát huy hơn nữa năng khiếu và tài năng của mình để có thật nhiều những tiết mục văn nghệ đặc sắc hay hơn nữa. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các con. Quà to quá, các con, được cô bé giúp cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý thầy, kính vua quý Phật tử, lời đầu tiên cho chúng con gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Chúng con tên là Trịnh Tuệ Lâm, Bùi Hương My, Hà Thảo Yến. Hôm nay nhân buổi lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con xin dâng lời ca, tiếng hát lên cúng dường chư Phật, cúng dường quý thầy và quý Phật tử bài hát mang tên Chú Tiểu Ngây Thơ ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Yên và các chốn tổ đình, các chốn trụ xứ trong và ngoài huyện Ý Yên. Chúng tôi nhận thấy sự hiện diện của các quý vị lãnh đạo đại diện cho đảng ủy chính quyền địa phương. Phía bên tay phải bên lễ đài nhìn xuống, chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức đồng an tọa. Phía bên tay trái lễ đài, chúng tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu đại diện cho lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành của xã Yên Đồng chúng ta đồng an toàn. Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời giờ này, trước Phật tài trang nghiêm thành kính, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật hiện tọa đạo tràng, ban tổ chức chúng con nhận thấy những bước chân an lạc của chư tôn thiền đức đang tiến ra lễ đài để chứng minh gia trì cho buổi lễ ngày hôm nay. Toàn thể đạo tràng chúng con
nhất thiết chí thành cung linh chư tôn thiện đức. Nam mô A Di Đà Phật. Bình bạch trên quý ngài, chúng con thường nghe bước chân dấu ấn ngày xưa ấy truyền mãi bây giờ vẫn âm vang. Bước đi từng bước trong chính niệm, trỗi dậy trong con bóng Phật vàng. An lạc bước chân như hoa nở, thiền hành chuyển hóa đất thơm hương. Vườn tâm tươi tốt màu xanh lá, hướng thiện nhân gian mọi nẻo đường. Với tất cả lòng thành kính, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức đồng an tòa, và xin kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta đồng an tòa. Giờ này mười phương ba đời chư Phật đã hiện tọa đạo tràng, hồn thiêng sông núi đã hội tụ về nơi đây. Đạo tràng chúng con đã được thanh nghi trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức. Chúng tôi xin kính mời quý vị đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban ngành của địa phương cùng toàn thể đạo tràng chúng ta đồng hoan hỷ khởi thân đứng dậy niệm Phật cầu minh huân gia bì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cử quốc ca. Để tưởng nhớ tới thâm ân của chư Phật, tưởng nhớ chư tôn thiền đức lãnh đạo giáo hội qua các thời kỳ, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ của cả dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh về nền độc lập tự do của Tổ quốc, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, tưởng nhớ đến nạn nhân đã tử nạn trong đại dịch Covid-19, chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng toàn thể hội chúng dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu.
nhập từ bi quán đã trôi qua, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức an tọa. Kính mời quý vị Phật tử chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời giờ này thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin thành tâm cung thỉnh trên Thượng tọa Thích Thanh Nê, Thượng tọa Thích Thanh Tào, Thượng tọa Thích Thanh Vinh, Đại Đức Thích Thanh Thành, Đại Đức Thích Thanh Hải. Chúng con thành tâm cung thỉnh trên quý ngài, bước lên bàn chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức, hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa liệt quý vị, mái chùa như suối ngọt ngào, như trăng thu tỏ rạt rào tình thương. Chùa là bóng mát quê hương, che hồn dân tộc bốn phương chan hòa. Thật đúng như vậy, trong suốt chiều dài lịch sử, ngay từ ngày đầu của kỷ nguyên Tây Lịch, Đạo Phật đã hiện hữu trên quê hương Việt Nam yêu dấu, như một luồng sinh khí mới thổi vào hồn dân tộc bằng chất liệu từ bi và trí tuệ. Trên tinh thần vô ngã vị tha, luôn đồng hành cùng non sông đất nước, trải qua những thăng trầm của xứ sở quê hương, với ước mong chân lý Phật Đà sẽ mang lại niềm vui giúp con người đến được với chân thiện mỹ. Chính vì vậy, ngôi chùa là nơi hội tụ khí thiêng của đất trời, chốn quy ngưỡng của đời sống tâm linh, là nền móng xây dựng đạo đức nhân ái của người Việt Nam. Vì lẽ đó, bao mái chùa đã hiện hữu giữa dòng đời nhân thế cũng không ngoài mục đích giúp con người tìm về với cội nguồn chính đạo, tu tâm dưỡng tính, ngõ hầu xóa dần đi những huệ lụy thương đau của cuộc đời. Trong kinh Đại Niết Bàn, phẩm quang minh biến chiếu cao quý, Đức Vương Bồ Tát đã nói: Này thiện nam tử, trên đời có hai hạng người hy hữu như cánh hoa ưu đàm. Một là người biết kiến tạo ra cái mới, hai là những người biết tu sửa cái cũ. Lời tán dương ca ngợi ấy của Đức Phật chính là động lực để ni sư và Phật tử nhân dân chùa Hưng Nghiêm đem hết tâm huyết của mình để xây dựng thành tựu ngôi Đại Hùng Bảo Điện và ngôi Phú Mẫu khang trang như ngày hôm nay. Hiện tại, đất nước đang trên đà phát triển về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là về kiến trúc xây dựng. Phật giáo cũng đang trên đà hội nhập cho nền xây dựng khuôn viên một ngôi chùa với đầy đủ các hạng mục, cũng là tô đẹp cho nền văn hóa dân tộc thêm một điểm son về tinh thần từ bi trí tuệ của Đạo Phật giữa lòng nhân thế. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa liệt quý vị, chùa Hưng Nghiêm hay còn có tên gọi khác là chùa Vọng, chùa Nhuế, được xây dựng vào thời Lý, đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử, chứng kiến bao thăng trầm đổi thay của đất nước, nhiều lần đã được trung tu sửa chữa. Nhưng theo thời gian, ngôi chùa dần bị xuống cấp, không đủ đảm bảo phục vụ tín ngưỡng cho nhân dân Phật tử địa phương. Ngày 25 tháng Giêng năm 2022 âm lịch, ni sư đã làm lễ hạ giải ngôi Tam Bảo cũ, và ngày mùng 6 tháng 2 năm 2022 âm lịch, ni sư cùng nhân dân Phật tử địa phương đã chính thức làm lễ đặt đá khởi công động thổ trùng tu ngôi Đại Hùng Bảo Điện và ngôi Phủ Mẫu. Vâng, thật đúng là rừng xanh là bởi nhiều cây, thành công là bởi bàn tay nhiều người, tạo nên Phạm Vũ Huy Hoàng là bao công sức của ngàn trái tim. Qua hơn một năm kiến tạo, được sự quan tâm giúp đỡ của chư tôn đức, lãnh đạo giáo hội cùng sự chấp thuận tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự trợ duyên góp sức của cơ quan doanh nghiệp, các mạnh thường quân, con em xa quê hương, cũng như tín đồ nhân dân Phật tử thập phương xa gần, nay ngôi Đại Hùng Bảo Điện và ngôi Phủ Mẫu chùa Hưng Nghiêm đã được thành tựu viên mãn. Sáng nay, ngày 26 tháng 3 năm 2023, tức ngày mùng 5 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, ni sư cùng ban tổ chức
long trọng tổ chức đại lễ cắt băng khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện và ngôi Phủ Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Và đây cũng chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để cho buổi lễ ngày hôm nay được diễn ra trang nghiêm thanh tịnh, Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về chứng minh và tham dự cho buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con xin thành kính cung đón và chào mừng sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Thiền Đức lãnh đạo giáo hội, Chư Tôn Đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi được đón tiếp các quý vị lãnh đạo đại diện cho lãnh đạo các cấp của địa phương cùng toàn thể quý đạo hữu tín đồ Phật tử nhân dân gần xa. Về phía giáo hội, ban tổ chức chúng con thành tâm đỉnh lễ và cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thanh Nê, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố Nam Định. Chúng con được cung đón Thượng tọa Thích Thanh Tạo, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Ý Yên. Chúng con cũng đón Thượng tọa Thích Thanh Vinh, trụ trì chùa La Ngạn Trung, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Về tham dự chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay, chúng con được cung đón Ni trưởng Thích Đàm Hồng, Phó trưởng Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Nam Định, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Trực Linh. Chúng con được cung đón Ni sư Thích Đàm Hường, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Trực Linh. Chúng con được cung đón Ni sư Thích Đàm Xỉu, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Ý Yên. Chúng con được cung đón Ni sư Thích Đàm Ngọc, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Ý Yên, giảng sư trường trung cấp Phật học tỉnh Nam Định. Chúng con còn nhận thấy sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ý Yên, Chư Tôn Đức trụ trì các chốn trụ sứ cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh Nam Định cũng về tham dự chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Ban tổ chức chúng con xin được thành kính giới thiệu chung. Về phía quý vị lãnh đạo địa phương, chúng tôi được đón tiếp ông Phạm Quốc Huy, huyện ủy viên, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Đồng. Ông Phạm Văn Tình, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Đồng. Bà Ngô Thị Thoa, phó bí thư thường trực đảng ủy. Ông Dương Hữu Huy, ủy viên ban thường vụ, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Yên Đồng. Ông Trần Gia Phi, ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Đồng. Chúng tôi được đón tiếp ông Bùi Văn Cơ, đảng ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Đồng. Ông Đoàn Trung Tuyến, bí thư chi bộ thôn Nam Đồng. Ông Hà Tiến Thực, phó bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận xã Yên Đồng. Ông Nguyễn Vũ Tuấn, trưởng thôn Nam Đồng, cùng các ông bà đại diện cho lãnh đạo địa phương, đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành xã Yên Đồng, thôn Nam Đồng cũng về dự lễ. Xin đạo tràng dành một tràng vỗ tay. Về tham dự cho buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi còn nhận thấy có sự hiện diện của hàng nghìn Phật tử thiện nam tín nữ, đồng bào nhân dân Phật tử gần xa với lòng thành kính của người con Phật cũng về tham dự. Chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng và giới thiệu chung. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Về tham dự buổi lễ ngày hôm nay có những ca sĩ của nhà hát chèo tỉnh Nam Định cũng về dâng lên cúng dường mười phương chư Phật
cũng giảng nên chư tôn thiền đức tăng ni và gửi tới quý vị lãnh đạo địa phương cũng như toàn thể bà con nhân dân Phật tử những lời ca tiếng hát. Để mở đầu chương trình văn nghệ, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức và kính mời quý vị đại biểu đến với tiết mục Phật là ánh từ quang do phần thể hiện của ca sĩ Minh Minh. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật về tham dự chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con còn nhận thấy sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thanh Vịnh, trụ trì tổ đình Viên Minh chùa Ráng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng con còn được nhận thấy sự hiện diện của Ly trưởng Thích Đàm Xoan, trưởng Sơn Môn tổ đình Đống Cao. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mái chùa là hồn dân tộc Việt Nam chót vót, mái chùa nước non mưa gió thuận thời, dân an nước thịnh mái chùa thêm sinh. Ai ơi biết mấy là tình, đi đâu ta cũng đinh ninh mái chùa. Để mở đầu cho chương trình buổi lễ,
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Cộng, trưởng ban kiến thiết nên tuyên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của địa phương Yên Đồng, Yên Trì. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu cùng toàn thể Phật tử và dân thôn xa gần. Dưới ánh sáng từ quang của chư Phật mười phương, trong giờ phút trang nghiêm và long trọng, cùng với niềm vui hân hoan vô biên của quý vị đại biểu cùng toàn thể mọi người có mặt hôm nay về đây dự lễ cắt băng khánh thành chùa và phủ chùa Nhuế Hưng Yên từ xưa, nay là chùa Nhuế, thôn Nam Đồng, xã Yên Đồng, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định. Dân thôn chúng tôi vô cùng vinh dự được cung đón chư tôn thiền đức tăng ni cùng chư vị lãnh đạo đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, quý vị khách quý đại diện cho các thôn, các doanh nghiệp, các nhà trường, các nhà hảo tâm, các ban quản lý đình chùa phủ nói chung, cùng quý Phật tử và bà con dân thôn xa gần đã về đây quang lâm chứng minh gia trì và cùng cầu nguyện cho đại lễ hôm nay được thành công viên mãn. Dân thôn và bản tự chùa Nhuế chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới sự hiện diện khích lệ của chư tôn thiền đức và cùng toàn thể quý vị. Đề nghị mọi người chúng ta nhiệt liệt hoan hỉ vỗ tay chào đón. Kính thưa toàn thể quý vị, Nam Đồng là chính quê tôi, bên dòng sông đáy sóng bồi phù sa, đại hà đê lớn chảy qua, chuông hưng nghiêm từ ngân nga sớm chiều. Ngược dòng lịch sử về với cội nguồn vì Huế năm xưa, điểm lại dấu mốc lịch sử xây dựng quê hương mà cha ông chúng ta đã tạo dựng, thì chùa Vì Huế Hưng Nghiêm Từ được ông cha ta xây dựng từ thời nhà Lý để thờ Phật, thờ Tổ, có nhiều tên gọi qua các thời kỳ khác nhau như chùa Tháp, chùa Nhuế, chùa Vọng, và ngày nay dân thôn thống nhất gọi là chùa Nhuế, thôn Nam Đồng, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Phủ chùa được ông ta xây dựng vào thế kỷ thứ 15 ở phía đông chùa để thờ và tri ân Đức Thánh Mẫu, người đã có công với dân, với nước. Kính thưa toàn thể quý vị, do tác động và biến đổi của thời gian lịch sử, chùa và phủ mẫu của thôn nhà mặc dù đã được dân thôn ta và quý khách thập phương qua các thời kỳ đã dày công đóng góp kể cả vào tiền của trí tuệ để trùng tu, tạo dựng và làm lại. Ví như năm 1468, Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã cùng với dân thôn chúng ta đào kênh chân rồng từ phủ Quảng Cung, thôn Quảng Nạp xuống vùng chùa Tháp lúc bấy giờ, tu sửa chùa phủ, đường xá cầu cống, cho đến đời Trịnh Văn, Trịnh Căn lên làm vua, có mời bà Hà Diệu Hoa, nữ sử họ Hàn, người làng Hoan xưa nay là khu dân cư xóm 35 thuộc thôn Nam Đồng, xã Yên Đồng, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định về để dạy con cháu vua, trong đó có công chúa Phương Dinh là con gái Trịnh Căn. Sau này bà Hà Diệu Hoa xin vua về phụ dưỡng cha mẹ và về chùa của chúng ta ở và mất tại chùa. Công chúa Phương Dung cùng được quan trấn thủ Lê Đức Tuấn vâng lệnh vua về làm nơi thờ tự tu sửa chùa phủ và xây dựng được làng đường xá, được dân rất là kính trọng và tri ân. Tiếp theo tu sửa chùa phủ khang trang, cho nên tiến sĩ Hiếu Đăng Tính đã có thơ về chùa như sau: dân gian thường nói chùa này có tên chùa Tháp xưa nay trong làm,
Chùa Bà Phủ của dân thôn chúng ta còn được tôn tạo vào những năm 1740, thời Cảnh Hưng. Nội dung trên câu đối được ghi trên cột đá trước hiên của chùa đó là: Cảnh Hưng niên tự tiến hưng nghiêm, vì huyết xã thôn doanh nhế duệ. Đến thời Bảo Đài, ghi trên thượng lương hậu cung của chùa là: Bảo Đài đông niên tuế mậu dần. Kể từ năm 1986 đến nay, khi cụ Thích Đàm Hương về chủ trì, đã cùng với dân thôn chúng ta tu sửa 4 lần. Vào năm 2007, 2010, 2012, 2015 và lần này 2020-2023 là chúng ta làm lại toàn bộ phủ chùa và một số công trình khác. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị lãnh đạo cùng toàn thể đại chúng, những đại đức tăng ni đã về chủ trì tại chùa tính từ năm 1929 đến nay. Một là sư tổ Thích Nghiêm An chủ trì chốn Tổ Vọng, có tiểu đến tu tập tại chùa, sau này là đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, có thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1917 tại làng Phùng Thiền, xã Khánh Tiên, Yên Khánh, Ninh Bình. Năm 1929 đến năm 1932, ngài đã về chốn Tổ Vọng, tức chùa Vọng lúc bấy giờ, để tu tập và đã viên tịch tại Hà Nội năm 2021, hưởng thọ 105 tuổi. Tiếp theo là sư tổ Thích Thanh Tuân, sư tổ Thích Thanh Kính, và từ năm 1986 đến nay là ni sư Thích Làm Hương. Kính thưa toàn thể quý vị, dân thôn chùa Vĩnh Huế xưa nay là khu dân cư 32, 33, 34, 35 thuộc thôn Nam Đồng, xã Yên Đồng, huyện Yên, tỉnh Nam Định, hiện có 543 hộ với 2.005 khẩu. Thu nhập chủ yếu bằng nông nghiệp gần 60%, còn lại là dịch vụ và các ngành nghề khác. Mọi hoạt động của dân thôn đều dưới sự lãnh đạo chỉ đạo và điều hành của cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, các ban ngành đoàn thể và quân chính thôn Nam Đồng. Nhiều năm qua cũng như hiện nay vẫn giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy tốt truyền thống tốt đẹp của cha ông ta để lại, đó là cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, hàng ngày hàng giờ thi đua lao động học tập công tác tốt, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thiết thực vào thành công chung của xã Yên Đồng về xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới nâng cao hiện nay. Kính bạch chư tôn Thiền Đức Tăng Ni, kính thưa quý địa vị, do chùa tiếp tục bị xuống cấp thể theo nguyện vọng của dân thôn Nam Đồng và bản tự chùa, tháng 3 năm 2022 kế hoạch xây dựng lại phủ chùa và phủ chùa đã được các cấp có thẩm quyền đồng ý và tạo điều kiện để dân thôn chúng ta tiến hành thi công. Sau hơn một năm, hiện nay công trình đã hoàn thành viên mãn. Thật đúng là chùa Nhuế vừa xây lại to đẹp khang trang giữa đất trời. Nam Đồng quê ta tươi đẹp quá, cội nguồn đất mẹ đang đổi thay. Kính thưa toàn thể quý vị, để có được ngôi đại hùng bảo điện và phủ mẫu to đẹp như hôm nay, dân thôn chúng tôi rất biết ơn, đó là có sự đồng ý cho phép và tạo mọi điều kiện thuận lợi của các cấp chính quyền cũng như có các cấp có thẩm quyền, cùng với sự hiện diện và phát tâm công đức của tất cả quý vị, cùng sự trợ duyên cổ vũ vô cùng lớn lao quan trọng trong công cuộc kiến thiết xây dựng chùa phủ cũng như trong sự nghiệp phụng sự đạo pháp, phụng sự tổ quốc và xây dựng quê hương của chúng tôi. Xây dựng được chùa phủ đúng theo thiết kế, đảm bảo chất lượng và trên nền đất trong khu viên chùa cũng là có sự đồng thuận
vượt qua nhiều khó khăn, điều hành linh hoạt của ban kiến thiết cùng với cụ bản từ chùa. Điều không thể thiếu được đó là sự hiện diện gia tâm công đức, kể cả và tiền của công sức trí tuệ của dân thôn cũng như quý khách thập phương xa gần. Đây là nguồn lực to lớn chủ yếu đưa đến thành công của việc xây dựng lại chùa phủ hôm nay. Tiêu biểu đó là gia đình và các quý Phật tử sau. Bản tự và Phật tử chùa Phật Tích, Trực Ninh, Nam Định. Gia đình ông Trần Xuân Bách, anh trai của chùa. Gia đình ông Dương Văn Thám, yên nhân hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình ông Vũ Công Hoán, giám đốc công ty may Vĩnh Thực. Gia đình ông Nguyễn Đình Thắng ở Vọng, hiện nay đang ở Nha Trang. Gia đình bà Hương Tình ở Vọng. Gia đình ông Nguyễn Vũ Kiên, ông Nguyễn Vũ Đồ ở Vọng. Gia đình ông Đào Tín Việt, Huế 32. Gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, Quan Ông Pha, hiện đang ở miền Nam. Gia đình ông Nguyễn Đình Đức ở Vọng, hiện nay đang ở Hà Nội. Gia đình bà Hoàng Thị Doanh ở Gòn, hiện nay đang sống ở Hà Nội. Gia đình ông Trịnh Kim Quang ở Gòn, hiện nay đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều gia đình khác. Thay mặt ban tổ chức, tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh và ghi nhận những thành công chung của chúng ta. Kính thưa toàn thể quý vị, thực hiện nghị quyết của chi bộ thôn Nam Đồng ngày 5 tháng 3 năm 2023, sáng nay ngày 26 tháng 3 năm 2023, tức ngày 5 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, tại khu vườn chùa Nhuế, dân thôn cùng bản tự chùa tổ chức lễ khánh thành ngôi đại hiền bảo điện chùa và phủ mẫu chùa Nhuế, để tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tại chùa phủ để tri ân Phật Tổ và Đức Thánh Mẫu, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sau khánh thành, dân thôn chúng ta lại được đến chùa phủ để nương theo Phật Pháp Phật Đà, chữ tâm niệm Phật giúp ta độ đời, đến bờ ngộ giác thành thơi, xa rời phiền não, cuộc đời an vui. Thay mặt ban tổ chức và dân thôn cùng bản tự chùa, tôi xin kính chúc sức khỏe các vị chư tôn thiền đức tăng ni cùng quý vị đại biểu và dân thôn xa gần. Chúc mọi người cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đắc tài, đắc lộc, có cuộc sống luôn luôn viên mãn. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin khai mạc lễ cắt băng khánh thành ngôi đại cùng bảo điện chùa và phủ mẫu chùa Nhuế thôn Nam Đồng hôm nay. Hôm nay hòa chung trong không khí của ni sư chủ trì và bà con nhân dân Phật tử hân hoan đón chào ngày đại lễ khánh thành, những cháu thanh thiếu niên học sinh trên quê hương Vĩ Nhuế chúng ta, hôm nay các cháu có những món quà tinh thần để dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường lên chư tôn thiền đức cùng toàn thể hội chúng. Ban tổ chức xin kính mời quý vị thưởng thức chương trình dâng hoa cúng dường của các cháu thanh thiếu niên Phật tử địa phương. Nam Mô A Di Đà Phật.
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa liệt quý vị, buổi đại lễ ngày hôm nay chúng con nhận thấy có rất nhiều những nắng hoa, những phần quà, những tình cảm của chư tôn thiền đức, các quý vị lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, nhân dân Phật tử mang tới để chúc mừng cho đại lễ. Đầu tiên chúng con thành kính giới thiệu lãng hoa của Hòa Thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Nam Định. Chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Nê thay mặt cho Hòa Thượng nên tặng hoa chúc mừng. Chúng con xin cung thỉnh Ni Sư Thích Đàm Hương, trụ trì chùa Hưng Nghiêm nên đón nhận nắng hoa của Hòa Thượng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là lãng hoa của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Yên Đồng do ông Phạm Văn Tình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân nên trao tặng. Tiếp theo là lãng hoa của Giáo hội Phật giáo huyện Ý Yên. Chúng con xin cung thỉnh Ni Sư Thích Đàm Xỉu, Phó trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Ý Yên nên trao tặng. Tiếp theo là lãng hoa của Sơn Môn Tổ Đình Chùa Đống Cao. Chúng con xin... Tiếp theo là lãng hoa của Sơn Môn Tổ Đình Chùa Đống Cao. Chúng con xin trân trọng kính mời Lý trưởng Thích Đàm Xoan lên trao tặng. Tiếp theo là lãng hoa của Hợp tác xã Dịch vụ xã Yên Đồng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đặng Văn Căn lên trao tặng. Tiếp theo là lãng hoa của cán bộ nhân dân thôn Nam Đồng. Tiếp theo là phần quà của Lý trưởng Thích Đàm Hồng, Phó trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Nam Định. Nên chúng con xin trân trọng kính mời Lý trưởng lên trao tặng phần quà. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ban tổ chức chúng tôi còn nhận thấy có rất nhiều những lãng hoa, những phần quà của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, quý vị Phật tử, nhưng vì thời gian không cho phép, ban tổ chức chúng tôi xin được thông qua. Ban tổ chức chúng tôi được đón nhận phần quà của Phật tử chùa Lễ Tích, chùa Na Ngạn Thượng, chùa Hạc Bổng, chùa Giáp Bắc, anh em con cháu của Ni Sư tại Nghĩa Hưng, phần quà của nhà hàng Nổ Lướng 1985, gia đình Phật tử Nguyễn Đình Thắng, thành phố Nha Trang, gia đình Phật tử Nguyễn Vũ Độ, Nguyễn Vũ Kiên, phần quà của đội tụng kinh Nàng Nhuế. Xin toàn thể hội chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng và cảm ơn những lãng hoa, những phần quà của các tổ chức cá nhân đã dành cho đại lễ ngày hôm nay. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa liệt quý vị, Phật pháp trường tồn do tăng ni hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh bởi đàn Việt phát tâm,
để xây dựng được ngôi Đại Hùng Bảo Điện khang trang và uy ninh như ngày hôm nay. Đó là sự nỗ lực rất lớn của ni sư trụ trì cùng nhân dân Phật tử địa phương trong suốt thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với lòng tận tâm nhiệt huyết của mỗi người con Phật cùng chung tay góp sức để tạo nên công trình thế kỷ này. Sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Hà Tiến Khay, Phó trưởng ban kiến thiết lên đọc báo cáo quá trình thi công xây dựng. Xin trân trọng kính mời ông. Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa các quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương xã Yên Đồng, kính thưa quý khách đạo hữu xa gần, khách thập phương cùng toàn thể dân thôn chùa Vĩ Nhuế, kính thưa các quý vị đại biểu chùa Nhuế được ông cha ta xây dựng vào đầu thời Lý để thờ Phật, phủ được xây dựng vào đầu triều nhà Lê để thờ và tri ân công đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, đệ nhất giáng sinh người đã có công với dân với nước. Từ khi xây dựng cho đến nay, chùa và phủ đã được ông cha ta tu sửa nhiều lần, xong đến nay đã xuống cấp. Thể theo nguyện vọng của tín đồ dân thôn, năm đầu tháng 3 năm 2022, được sự đồng ý và tạo điều kiện của các cấp ủy có thẩm quyền cùng với sự đồng thuận cao của dân thôn, kế hoạch xây dựng lại chùa và phủ chùa Nhuế đã được tổ chức thi công, cho đến nay đã hoàn thành đảm bảo chất lượng đúng thiết kế, trong trang nghiêm đẹp đẽ trên nền đất cũ, đáp ứng với mong mỏi của mọi người. Thay mặt ban kiến thiết, tôi báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng lại chùa và phủ như sau: một lớn về kích cỡ, một nhỏ khuôn viên tam bảo, năm gian dài 18m20, rộng 8m80, cao 5m, năm gian hậu cung dài 11m, rộng 6m90, cao 3m95, tổng diện tích 236,1m2, hai nhỏ kích cỡ phủ, năm gian tiền đường dài 14m40, rộng 6m60, cao 4m, năm gian hậu cung dài 14m, rộng 3m50, cao 4m, tổng diện tích 146,45m2. Về hai lớn, vật liệu xây dựng cơ bản gồm gỗ, ngói, gạch đỏ, xi măng, sắt thép các loại, ngoài ra còn có cát, đá, gạch ốp lát, cọc tre, vôi, điện và một số vật liệu vật dụng khác phục vụ cho xây dựng. Về hai nhỏ, về phần khung mái làm bằng gỗ, về phần móng bê tông cốt thép và cọc tre. Ba nhỏ dự toán kinh phí ban đầu xây dựng chùa dự toán khoảng 3,5 tỷ, xây phủ khoảng 1,5 tỷ, chưa kể đến nội thất bên trong như hoành phi, câu đối, cửa võng, đồ thờ, vân vân. Ba lớn về phần kinh phí. Theo phương châm vận động dân thôn và quý khách thập phương, con em quê hương đi xa làm ăn xa quê hương ủng hộ và cúng tiến, được số tiền đợt một cụ thể như sau: đợt một thu được 1,794,500,000 đồng, đợt hai thu được 639,700,000 đồng, tổng số tiền hai đợt là 2,434,200,000 đồng. Trong đó đã tính giá trị thành tiền của các vật liệu như gạch đỏ, gạch ốp lát, xi măng, cột, xà vượt, thượng lương của một số gia đình đã cung tiến. Về phần vốn lớn, về phần chi phí xây dựng, một là về gỗ được chi là 2,500,000 đồng, ngói các loại là 550,176,000 đồng, gạch đỏ 225,000 đồng, công thợ là 487,650,000 đồng, chi khác 1 tỷ gồm có là công lập ngói, máy xúc, sơn, cát, đá, sắt thép các loại phục vụ cho việc xây dựng. Tổng chi là 5,813,536 đồng. So sánh thu và chi còn thiếu 3,378,536,000 đồng. Kính thưa các quý vị đại biểu, một lần nữa thay mặt ban kiến thiết và bản tự chùa rất mong tiếp tục được đón nhận sự gia tâm cúng tiến và ủng hộ của mọi người dân thôn chúng tôi đủ nguồn kinh phí trang trải cho xây dựng chùa và phủ còn thiếu như tôi đã báo cáo trên. Cuối cùng, kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân năm mới mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng,
Xin chân thành cảm ơn. Ngày hôm nay ban tổ chức chúng con còn nhận thấy con nắng hoa của tổ đình Viên Minh, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội. Chúng con xin được sám hối thượng tọa và chúng con xin trân trọng kính mời thượng tọa Thích Thanh Vịnh trụ trì tổ đình Viên Minh, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội nên có lãng hoa chúc mừng cho ni sư trụ trì ngày hôm nay. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh thượng tọa Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời ni sư Thích Đàm Hương nên đón nhận lãng hoa của tổ đình Viên Minh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đình Thắng đại diện cho những người con xa quê hương lên có đôi lời cảm tưởng trong ngày đại lễ. Xin trân trọng kính mời ông. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương các cấp, kính thưa các quý Phật tử thập phương, kính thưa các ông các bà trong ban xây dựng chùa, kính thưa các cụ cao tăng cao niên và nhân dân thôn Nam Đồng. Hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 5 tháng 2 nhuận năm Quý Mão, nhận được lời mời về dự và đề nghị phát biểu của ban tổ chức tại không gian linh thiêng về tôn giáo tín ngưỡng của thôn Nam Đồng, tôi xin thay mặt những người con dân Nam Đồng đang sinh sống, làm việc, học tập xa quê trên mọi miền đất nước được phát biểu trong buổi lễ long trọng này. Trước hết, xin được chúc mừng thôn Nam Đồng chúng ta đã cơ bản xây dựng xong và nay long trọng tổ chức lễ khánh thành Đại Hùng Bảo Điện và Phủ Mẫu Chùa Nhuế uy nghiêm rộng rãi bề thế như mong muốn nhiều năm của bà con quê nhà. Xin kính chúc các quý vị quan khách cùng bà con mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc. Chúc lễ khánh thành Chùa Nhuế thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, các cụ cao niên và bà con thôn Đông Đồng, với hàng ngàn năm Phật Pháp đi cùng dân tộc ở mỗi miền quê Việt Nam, ngôi chùa đã trở thành một phần quan trọng của nền văn hóa nước nhà. Ngôi chùa Hưng Nghiêm hay còn gọi là chùa Vọng, chùa Nhuế được xây dựng vào thời nhà Lý, trải qua nhiều năm trùng tu sửa chữa, nhiều chư tổ trụ trì, nhất là từ năm 1986 đến nay do ni sư Thích Đàm Hương trụ trì đã làm mới hoàn toàn khuôn viên nơi tự của nội tự của chùa, từ nhà tổ, nhà mẫu, nhà khách, vân vân. Ngôi chùa Tam Bảo đã 5 lần sửa chữa vào những năm 2007, 2010, 2012, 2015 và lần gần nhất là năm 2022. Đến nay ngôi chùa đã bị hư hỏng qua 5 tháng. Được sự quan tâm ủng hộ của chính quyền cấp, sự tâm niệm bao lâu của thầy trụ trì ni sư Đàm Thích Đàm Hương cùng công đức của bà con quê nhà và Phật tử thập phương, đến nay tâm niệm của bà con thôn nhà đã trở thành hiện thực. Thôn Nam Đồng đã hoàn thành xây dựng trùng tu lại ngôi chùa làng uy nghiêm trang trọng bề thế. Quý khách thập phương và bà con quê nhà đã có dịp chiêm ngưỡng vãn cảnh ngôi chùa vừa được xây dựng lại, hòa quyện với cảnh quan xung quanh của đất nước, của đất, của trời, của sông nước và cánh đồng xanh bát ngát, tật đẹp và sâu đậm nét đẹp văn hóa tâm linh của làng quê Việt Nam. Qua đó ta thấy thật tự hào, quy mô của chùa tuy còn khiêm tốn nhưng kiến trúc và mỹ thuật của chùa mang đậm nét văn hóa Phật giáo Việt Nam. Từ nay bà con thôn Nam Đồng và Phật tử thập phương đã có ngôi chùa uy nghiêm, khang trang, rộng rãi hơn trước để tổ chức các hoạt động văn hóa tín ngưỡng tâm linh nhằm mang lại hạnh phúc an lành cho con dân như Đức Phật hằng mong muốn. Được về sự buổi lễ chân long trọng này, một lần nữa cho phép tôi thay mặt con dân thôn Nam Đồng đang sinh sống, làm việc và học tập xa quê trên mọi miền đất nước
Xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các cô bác, anh chị em, các cháu thôn nhà cùng tăng ni Phật tử thập phương đã nỗ lực góp tâm lực, công sức, tiền bạc, vật chất để ngôi chùa được xây dựng theo tâm nguyện của bà con. Những người con Nam Đồng xa quê không có điều kiện trực tiếp tham gia, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo chính quyền các cấp, ni sư Thích Đàm Hương, các ông bà trong ban kiến thiết xây dựng cùng các nhà thầu và bà con quê nhà đã dành tâm đức trực tiếp đóng góp công sức vì công việc để ngôi chùa hoàn thành. Chúng tôi thực sự xúc động trước chương trình tổ chức lễ khánh thành của ban tổ chức thực hiện hôm nay. Cuối cùng, xin chúc các quý khách gần xa, các tăng ni Phật tử, các cụ cùng bà con thôn Nam Đồng sức khỏe, hạnh phúc, an lành. Xin trân trọng cảm ơn. Nam mô Đạo Tràng Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân giáo phẩm đã nhuộm màu mưa pháp, áo cà sa thêm rạng vẻ phúc điền, tướng uy nghiêm trong hình y giải thoát, giúp môn người thoát khỏi chốn nầm mê. Hòa chung với niềm hoan hỷ vô biên của đại lễ ngày hôm nay, trong giờ phút này, toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng thanh tịnh để đón nhận những lời kim ngôn pháp ngữ của chư tôn thiền đức. Thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Thanh Tào, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hòa Bình, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Ý Yên, từ bi hoan hỷ thay mặt cho chư tôn thiền đức chứng minh lên ban đạo từ. Chúng con xin thành tâm cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hiện tiền chư tôn đức tăng ni, kính thưa các vị lãnh đạo chính quyền, thưa toàn thể nhân dân, thưa toàn thể quý Phật tử, thưa lạy chư tôn đức tăng ni, và được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin phát biểu đạo từ, kính mong chư tôn đức hoan hỷ. Và lời đầu tiên cũng kính chào, kính chúc toàn thể chư tôn đức tăng ni, quý vị lãnh đạo chính quyền, nhân dân, bà con Phật tử thanh thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị lãnh đạo, thưa toàn thể bà con Phật tử, thưa nhân dân. Chúng ta biết đạo Phật của chúng ta đã có mặt tại Việt Nam 2000 năm lịch sử. Những ngôi chùa đầu tiên của chúng ta từ những cái thời đầu ngay từ thế kỷ thứ nhất, đó là chùa Dâu ở Bắc, và đến tiếp đến thời nhà triều đại nhà Lý, triều đại nhà Trần, thì Phật giáo đó là một cái thời kỳ hưng thịnh, có thể coi đó là một thời kỳ quốc giáo. Cái điều này đã lịch sử đã chứng minh, và quý vị đã biết rằng là cái quyền tự do tôn giáo là đứng thứ tư, trong thứ năm là quyền con người, và thứ tư đó là cái quyền tự do tôn giáo. Thì trong luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 đã ghi rõ mọi người đều có niềm tin và tôn giáo của mình theo. Và luật dân sự 2013 cũng nói rõ về cái vấn đề này. Thưa quý vị, Phật giáo Việt Nam chúng ta đồng hành cùng dân tộc suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Thì các vị sư vừa là một nhà sư, vừa là một thiền sư, vừa là một nhà thi sĩ, vừa là một tổ sư của nghề của người Việt chúng ta. Tại sao vậy? Các ngài, thời điểm các ngài làm giúp ích cho nhà vua, giúp ích cho triều đình, nhưng mà các ngài không màng tưởng tới cái danh ở trong triều đình, mà các ngài chỉ một niệm là hộ quốc an dân thôi. Cho nên các ngài đem hết những tâm huyết tư tưởng ra để phục vụ cho nhân dân, cho chúng sinh, cho Phật Pháp. Chính vì thế chúng ta có một cái nền Phật giáo của chúng ta 2000 năm. Phải nói là hai điều quan trọng của Phật giáo chúng ta mà thế giới không có, đó là Phật giáo Việt Nam chúng ta có hai mốc lịch sử quan trọng.
đó là gì? Vào triều đại nhà Lý thì chính Lý Công Uẩn là gì? Là một chú tiểu chùa được sư Lý Khánh Vân nuôi cho ăn học dạy trong chùa, thọ pháp ở chùa với thiền sư. Phút chiều dài lịch sử như vậy, khi gì? Sau khi Lý Công Uẩn này, tức là ra làm vua, thì trong cái thời gian ngài làm vua như vậy thì Phật pháp rất hưng thịnh, và chùa cảnh cái thời này cũng xây dựng rất nhiều các di tích lịch sử, các văn hóa của Phật giáo thời triều đại cũng rất là nhiều. Và sau với triều đại nhà Lý, sau 300 năm cách với chúng ta 700 năm, triều đại nhà Lý cách với chúng ta 1.000 năm, triều đại nhà Trần cách với chúng ta 700 năm. Từ triều đại nhà Lý, triều đại nhà Trần cách 300 năm thì đó chính là một cái mốc lịch sử thứ hai. Đó là gì? Một nhà chính trị, một nhà quân sự, một nhà ngoại giao tài ba. Đó là gì? Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Được gì? Sau đó gì? Ngài là một vị vua, ngài là một ngài chính trị, ngài là một nhà quân sự rất giỏi. Sau đi tu lên Ngô Yên Tử để tu sáng lập ra phái thiền Phật giáo của thiền phái Trúc Lâm chúng ta. Và trong cái lần sửa đổi hiến chương lần thứ tư của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần này, trong đó có đề cập đến cái vấn đề đó là cái giải thưởng tuyên dương công đức cao nhất, cao quý nhất của giáo hội. Đó là giải thưởng gì? Bằng tuyên dương công đức về Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đấy là các vị biết rằng là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông là gì? Đó là một nhà chính trị rất giỏi, nhà gì? Quân sự rất giỏi. Nhưng sau đó gì? Ngài đi tu và thành thiền tổ, thành Phật của Việt Nam. Thì các vị biết rằng là suốt chiều dài lịch sử 2.000 năm, năm 1981 để thống nhất lại giáo hội và tổ chức hành hệ thống giáo hội. Và đến lần này, tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần này, lần thứ 9 này, có sửa đổi hiến chương. Trong đó gì? Có bộ máy hành chính giáo hội có 4 cấp: cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đến cấp xã, cấp cơ sở. Đấy, các vị biết rằng là có 4 cái sửa đổi hiến chương lần này sẽ sửa đổi như vậy. Thì các vị biết rằng là chúng ta có hai mốc lịch sử Phật giáo rất quan trọng. Thì cách triều đại nhà Lý, nhà Trần Phật giáo phát triển, coi đây cũng là một cái thời kỳ quốc giáo. Và suốt từ chiều dài lịch sử như thế thì từ những năm đó đến nay, và từ cái nghị định 192, rồi là pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, rồi đến luật tín ngưỡng tôn giáo chúng ta đến ngày nay đang hiện hành, đó là đảm bảo cái quyền tự do tôn giáo cho được người dân được đi theo và được sự bảo hộ của pháp luật của nhà nước. Thì một tôn giáo nó có đều đủ 3 yếu tố, đó là giáo chủ, giáo lý và giáo đồ. Đầy đủ 3 yếu tố đó nó thành một tổ hợp của tôn giáo. Giáo chủ chính là Đức Phật. Giáo lý là gì? Giáo lý tức là những chân lý, những triết lý của Đức Phật dạy ra. Và giáo đồ là những người gì? Tăng, chư tôn đức tăng ni và là tín đồ Phật tử theo đạo. Cho nên một tôn giáo nó có đầy đủ 3 yếu tố. Chúng ta Phật giáo chúng ta có đầy đủ 3 yếu tố, đó là giáo lý, giáo chủ và giáo đồ có đầy đủ 3 yếu tố. Thì các vị biết rằng là đến vừa rồi Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã ra một cuốn sách gọi là sách trắng về tôn giáo, và cũng công bố cái con số hiện nay đến năm 2021, tức là năm ngoái, thì Phật tử số lượng theo đạo Phật của chúng ta là chiếm số lượng đông nhất là 14 triệu tín đồ và gì 18.544 nơi cơ sở chùa cảnh tự viện. Chúng ta thì con số theo Phật giáo đông nhất và đứng thứ hai là Thiên Chúa giáo. Đấy là công bố mới nhất của Ban Tôn giáo Chính phủ là năm 2021, tức là năm ngoái đã công bố, và vừa rồi đã ra cái cuốn sách về tôn giáo. Thì chúng ta chiếm từ 27% là dân số của cả nước, tức là Phật giáo chúng ta với con số theo đạo đông nhất. Đứng thứ hai là đến gì? Công giáo, Thiên Chúa giáo. Và các đạo khác, còn đạo Tin Lành, rồi Cao Đài Phật giáo Hòa Hảo là các số lượng ít thôi. Nhưng mà chúng ta hiện nay số lượng theo Phật giáo của chúng ta đó là số lượng đông nhất,
với 14 triệu tín đồ và 18.544 cơ sở các chùa tự viện trong toàn quốc. Chúng ta chiếm 27% với dân số của toàn quốc. Thì báo cáo các vị, đây là con số của 2021 Ban Giáo Chính phủ đã công bố và báo cáo các vị vậy. Thế nên chúng ta niềm tự hào với cái gì? Bề dày lịch sử. Bề dày lịch sử của chúng ta, Phật giáo của chúng ta 2000 năm đồng hành cùng dân tộc. Và gì? Chùa là gì? Chùa là cái nơi là gì? Nó là cái ruộng phúc để cho nhân dân đến để gieo trồng cái phúc đức vào đó. Chùa là gì? Chùa là cái điểm tựa tinh thần tâm linh cao quý nhất của con người để chúng ta quay vào đó. Chúng ta làm đâu, đi đâu chăng nữa thì chúng ta cũng đều phải hướng thiện về. Khi chúng ta về nhìn thấy cái ngôi chùa đó là cũng là một cái niềm tự hào. Đó là về cái điểm tựa tâm linh của chúng ta. Và chùa là cái môi trường giáo dục cao nhất. Môi trường giáo dục cao nhất bởi vì Đức Phật là gì? Một vị thầy giáo dục. Vị thầy giáo dục của chúng ta là gì? Bởi vì các vị biết rằng luật ngoài đời có khi hàng 5 năm, 7 năm phải sửa đổi luật. 5 năm, 7 năm rồi phải sửa đổi luật. Thế nhưng biết rằng giáo lý của Đức Phật ra đời cách đây ngót 3.000 năm lịch sử rồi. Ra đời cách đây ngót 3.000 năm lịch sử rồi. Nhưng mà không hề sai một điều gì. Và chúng ta không phải nói là trong kinh Đức Phật đã nói rằng là trong kinh Di Đà các vị thường tượng là lời Phật nói ra thuyết thành thực ngôn, tức là lưỡi của Phật nói ra cái tướng lưỡi dài rộng, nói ra những lời thành thật không dối. Tại sao nó cái điều chứng minh lịch sử đã rằng và nhân loại đã chứng minh đã rằng? Vì chúng ta biết rằng nếu như vậy thì chúng ta không có ba cái đại lễ lớn ở Việt Nam chúng ta. Đó là cái gì? Cái đại lễ Phật Đản của 2008 tại gì Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, lúc bấy giờ chỉ có 78 quốc gia thôi. Nhưng các vị biết sau cái đợt lễ đấy thì cái tầm uy tín của Đảng và Nhà nước của chúng ta được nâng cao, và đồng thời là Phật giáo chúng ta được với uy tín của thế giới. Và đến năm 2014 cái số lượng quốc gia đến với Phật giáo, tức là đại cái đại lễ Vesak ấy, 2014 đã tăng lên gì hơn 90 quốc gia. Và đến 2019 đã tăng lên là gì 105 quốc gia. Thì các vị biết là con số cứ một ngày một tăng lên theo là gì? Là cái đại lễ Phật Đản như vậy. Thì điều đó chứng tỏ rằng chúng ta cái gì, tại sao chúng ta được ba cái kỷ lễ lớn như vậy? Đó là cũng mấy cái mốc lịch sử quan trọng. Một là Phật giáo chúng ta có mặt sớm nhất trên đất nước chúng ta. Cái thứ hai là đồng hành cùng dân tộc và gì, đồng hành cùng nhân dân từ những thời kỳ dựng nước đến bây giờ. Cho nên và cái ngôi chùa là gì, là nó là cái ruộng phúc, nó là cái ngôi nhà chung, nó là cái mả tổ của dân. Cho nên mọi người nương tựa vào đó, mọi người chăm chốt rồi vun trồng vào cho cái ngôi chùa cho nó được tốt đẹp. Nếu chúng ta chùa đẹp thì chùa sang thì làng sẽ vinh. Cho nên chúng ta đi về chăm chút cái ngôi chùa đó thì cũng là cái điểm tựa tâm linh, điểm tựa tinh thần của chúng ta. Chứ còn chúng ta làm nhiều chăng nữa mà chúng ta không biết cúng dường thì cũng không được. Như trong gì, trong thành Vương Xá thời Đức Phật ngày xưa có một vị trưởng giả rất là giàu có. Thì ngày xưa thì gọi là trưởng giả, nhưng bây giờ ta nói là đại gia đấy. Thì ông này là gì, mang tiền đấy để xây dựng một ngôi chùa, xây dựng được một ngôi chùa và xây dựng tháp để thờ Phật. Thế thì sau này thì ông mạng chung nhờ cái công đức đó, nhờ cái phúc đức đó được sinh lên cõi trời. Thế bà vợ thì là thương nhớ chồng, cho nên hàng ngày cứ lên cái ngôi chùa đó là quét dọn, là cái ngôi chùa đấy là trước chồng mình đã xây, hàng ngày lên ngôi chùa đó là quét dọn cái ngôi chùa đó. Thế thì ông chồng lúc nhờ cái công đức như vậy thì ông chồng được sinh lên cõi trời. Thì một hôm ông chồng hiện về bảo rằng là tôi chính là chồng bà, thì nhờ cái công đức xây chùa cho nên tôi được vãng sinh lên cõi trời. Thế nhưng mà gì, vì bà là người trần gian, mà tôi thì là gì, người trên cõi thiên, cho nên là hai cái đó không gặp được nhau. Bởi vì người trần gian thì ô uế, mà người trên cõi thiên thì họ sạch sẽ thơm tho lắm. Để tôi đã chứng kiến mấy cái điều là bây giờ bảo người trần gian ô uế sao, thế bây giờ thì ba ngày mà không tắm thì không thể ngấn gần được, không ngửi được, thế nên ô uế. Thế còn những người trên chư thiên thì họ thơm tho lắm, bởi vì tuổi thọ của người ta ấy, là sống trên chư thiên ấy, tuổi thọ là 8.000 năm. Nhưng mà chúng ta trần gian người nào thọ lắm được hơn 100,
người nào trung bình bây giờ đang lên cái mức trung bình là 70 đến 80, thì các vị biết rằng là đấy nhờ cái công đức như vậy. Thế rồi này, ông ấy dặn bà rằng là tôi là người cõi chư thiên và bà thì người thế gian thì ô uế nhau không gặp được nhau. Thôi thì bây giờ bà cứ về chịu khó là gì, quét dọn chùa, rồi là cúng giàng Phật, cúng giàng chư tăng, rồi phát nguyện sau này vãng sinh lên cõi trời tôi với bà lại kết duyên tiếp vợ chồng. Thế cái điều này trong kinh nó nói trong thành Phương Xá thời Đức Phật nó bị trường giảng như vậy. Đấy các vị biết rằng là công đức xây chùa nó rất là lớn. Chúng ta dù có 1.000, 2.000 chăng nữa, rồi có người 1 triệu, 1 tỷ, 100, 1 vạn chăng nữa, công đức rất lớn. Chúng ta ăn cũng hết. Một bữa ăn của chúng ta 5-7 100.000 là bữa ăn, hoặc có khi đến 1 triệu bữa ăn, có khi đến một mấy chục triệu bữa ăn rồi cũng hết. Nên chúng ta nếu như công đức mang vào chùa đây thì muôn đời, đến đời con, đời cháu cũng không hết được. Đấy, cho nên ngày xưa các cụ nói là có đức bằng sức mà ăn là như vậy. Thì cái ngôi chùa đây nó là cái ngân hàng công đức. Nó là cái ngân hàng công đức để chúng ta mang vào đó để mà gửi. Gửi đây tức là gửi về tâm linh, gửi về tinh thần, gửi về cái công đức. Thì có cái đức này ấy, thì sau này chúng ta đời con đời cháu chúng ta được hưởng, không mất đi đồng nào cả, vẫn còn nguyên. Nhưng chúng ta nếu chúng ta ăn đi thì sẽ hết, nhưng chúng ta công đức vào chùa không bao giờ hết. Cho nên sau này bây giờ còn hiện tại các cụ đây, những cụ đây bây giờ xây chùa đây, phát tâm dù nhiều dù ít nhưng mà vẫn còn đây, sau này đến đời cháu chắc vẫn còn. Thì cái điều này hôm nay là thành công được cái quả phúc hôm nay, là thứ nhất là cũng phải cảm ơn chính quyền tạo điều kiện về mặt pháp lý thủ tục cho bà con nhân dân. Cái thứ hai là cũng phải cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các gia đình, các Phật tử, các nhân dân, là người nhiều người ít phát tâm cúng dường vào đây, công đức vào xây chùa, không thì nó còn lưu truyền muôn đời mãi mãi cho con cho cháu không bao giờ mất. Và nhưng ngược lại thì những người không có tiền thì bằng cái tâm lực, bằng cái công đức lên để làm công đức thì công đức cũng có, thì coi như là gì, công đức cũng như nhau. Thế trong kinh, trong Huân Tu đã nói rồi, nhược kiến tác, nhược tự tác, nhược kiến tác, nhược tùy hỷ, nhược kiến tùy hỷ. Tức là người xây chùa rồi công đức rất lớn, nhưng người không có tiền nhưng mà thấy người ta xây chùa mình mang cái tâm tùy hỷ vui theo và nguyện làm theo thì người đấy cũng có công đức. Và ngược lại những người không có tiền chăng nữa, không có khả năng tiền chăng nữa, nhưng bằng cái tâm tán thán công đức vui theo cũng có công đức như thế. Chứ không phải là chúng ta, ôi giời cái ông đấy ông nhiều tiền thì ông công đức lớn, chứ còn tôi thì có tiền thì có công đức, không phải như vậy. Ta không có tiền nhưng mà ta có cái tâm để hướng về tùy hỷ tán thán công đức và vui theo cái việc đó thì có công đức cũng rất là lớn như vậy. Thế thì hôm nay cái quả phúc của chùa đây được thành công viên mãn, được ngôi chùa ngôi phủ thành công viên mãn như vậy là cái sự nỗ lực của thầy trụ trì bản tự ở đây cũng là gì, đem hết cái nỗ lực tâm huyết vật lực ra để làm ngôi chùa. Thì ngôi chùa làm lên thì để cho ai, cũng để cho dân thôi, chứ còn thầy trụ trì thì cũng là 2 cái 50 thì cũng về cái tức đất thôi, cũng trở về thôi, chứ còn chùa cũng là của dân, tài sản cũng là của dân, chứ còn xưa cũng chẳng bán đi được, mà xưa cũng chẳng mang về được, cũng chẳng cho ai được, vẫn là của dân muôn đời. Và đồng thời cũng là cảm ơn các vị chính quyền tạo điều kiện về pháp lý để cho nhà chùa làm. Cái này thì cũng phải tán thán công đức và khen ngợi tất cả các vị mạnh thường quân dù nhiều dù ít, bởi bà con nhân dân dù không có tiền, người có tiền nhưng mà mang bằng cái tâm lực, bằng cái tâm huyết ra để mà gì, làm chùa, đấy cũng là cái công đức muôn đời. Thì hôm nay nhân dịp khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện cũng như là gì, ngôi phủ đây, thì thừa lệnh chư tăng, tôi đại diện chư tăng cũng phát biểu đạo từ và xin kính chúc toàn vị, toàn thể quý vị được mọi sự an lạc, A Di Đà Phật. Và ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định cũng có lắng hoa chúc mừng tới. Xin trân trọng kính thỉnh sư thầy trụ trì lên đón nhận lắng hoa của ban trị sự Phật giáo tỉnh Nam Định, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Toàn thể hội chúng con đã được nghe lắng nghe những lời vàng ngọc của quý ngài.
Chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân Thượng Tọa và xin khắc cốt ghi tâm những lời huấn thị của Thượng Tọa. Xin kính chúc Thượng Tọa Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, thọ mệnh miên trường, kính nguyện với Thượng Tọa mãi mãi là bóng cây đại thụ để dìu dắt che chở cho hàng hậu thế chúng con được ân chiêm công đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin trân trọng kính mời Ni Sư Thích Đàm Hương thay mặt cho ban tổ chức nên có đôi lời cảm tạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân Phật tử xa gần, đại lễ cất băng cánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện chùa Hương Nghiêm, tự thôn Nam Đồng, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, đến đây đã được thành tựu viên mãn. Thay mặt cho bản tự chùa, chúng con xin kính thỉnh đỉnh lễ và tri ân Chư Tôn Đức quý ngài đã thương tưởng cho trụ xứ chúng con không quản ngại Phật sự đa đoan, đường xá xa xôi, niên cao lạc trưởng quang lâm về đây chứng minh và chú nguyện cho buổi lễ. Chúng con xin thành tâm kính chúc quý ngài Pháp Thể Khinh An, Tuệ Đăng Thường Chiếu, Đạo Quả Viên Thành. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền đã bớt chút thời gian về tham dự đại lễ. Sự kiện diện của quý vị đã thể hiện tinh thần đồng hành gắn bó keo sơn giữa đạo pháp và dân tộc. Kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, gặp hái được nhiều thành công, thành tựu mọi sở nguyện trong cuộc sống. Chúng tôi xin được gửi tới các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, thiện nam tín nữ và toàn thể nhân dân Phật tử xa gần lời tán dương và tùy hỷ công đức. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, Chư Phật mười phương hằng gia hộ cho quý vị gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, vạn sự cát tường như ý, Bồ Đề tăng trưởng tâm tín Tam Bảo. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, mặc dù bản tự chúng con đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những điều thiếu sót và sơ suất uy nghi. Chúng con kính mong Chư Tôn Thiền Đức và quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân Phật tử xa gần một lời cảm tạ. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên Chư Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni có toàn thể các Phật tử xa gần, trong quá trình của ngôi bảo điện làm trong một năm, trong bản tự con thì cũng nghĩ là có một chút quà để cho các Phật tử xa gần có hạt cát, có công trong 360 ngày trong một năm để phục vụ tín ngưỡng và làm nên ngôi bảo điện. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Đào Hùng Thuần, ông Hà Tiến Khay, ông Đoàn Xuân Phiên, ông Nguyễn Đình Thắng, ông Nguyễn Đình Đức, ông Đào Tiến Việt, ông Nguyễn Vũ Kiên, ông Nguyễn Vũ Độ, bà Bùi Thị Bích, bà Đoàn Thị Tươi, ông Trịnh Văn Công về trước lễ đài để đón nhận món quà của Ni Sư trụ trì. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy ban phát kinh niệm Phật
lòng con sướng vui vô cùng, gặp mưa pháp tâm nở bừng, đại sen thắm tan mê. Chúng ta dành một tràng vỗ tay để thay lời cho ni sư trụ trì cảm ơn đến những quý vị đã có công góp sức để kiến tạo nên ngôi Đại Hùng Bảo Điện được khang trang huy hoàng như ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Vui sao giữa chốn xa bà bừng lên một đóa liên hoa rạng ngời. Lúc này đây là giây phút trọng đại thiêng liêng và cao quý, giây phút mà bao nhiêu trái tim người con Phật đang hướng tới. Đó là giây phút chính thức cử hành nghi thức cắt băng khánh thành. Sau đây chúng con xin được phương danh Chư Tôn Thiền Đức cũng như quý vị đại biểu lên cử hành nghi thức cắt băng. Chúng con xin được thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thanh Nê, Thượng Tọa Thích Thanh Tào, Ni Sư Thích Đàm Hương. Chúng tôi xin được kính mời ông Phạm Văn Cộng, ông Hà Tiến Khay, ông Hà Tiến Tất, ông Đoàn Vũ Tuyến, ông Nguyễn Vũ Tuấn, ông Đoàn Xuân Phiên, ông Nguyễn Vũ Kiên, ông Nguyễn Đình Đức, ông Đào Tiến Việt nên để cử hành nghi thức cắt băng khánh thành. Xin công trình Trung ương Thời Đức cử hành nghi thức cắt băng để khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện, chùa Hưng Yên, thôn Nam Đồng, xã Yên Đồng, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ đến đây đã kết thúc trong không gian và thời gian, nhưng không kết thúc trong lòng người. Trân trọng kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo chính quyền, nhân dân vào trong chùa để làm lễ dâng hương. Các cơ quan đoàn thể chi bộ ở các chư nhân dân Nam Định.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Môn ba cắt nẻo dương trần, nay con về với cửa nhân cõi thiền, bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ xây đời hạnh phúc ấm no Phật trong đời.